Dạ, con xin chào bác. Dạ, con tên là Huỳnh Thanh Điệp, cư ngụ tại quận Bình Tân. Hôm nay con có một số câu hỏi xin phép được hỏi bác ạ. Rồi, con hỏi. Dạ, con xin hỏi bác một số câu về kinh A Di Đà. Nhiều người cho rằng á, là vãng sinh tịnh độ là về với Phật giới. Vậy trước khi lập ra nước tịnh độ này, Phật A Di Đà đứng ở đâu để lập ra? Bây giờ con hiểu nè. Ở trong cái càn khôn vũ trụ này nè, có nghĩa là cái hạng cái kêu bằng là tam thiên đệ thiên thế giới á, là một tiểu thiên thế giới nó 1.000 cái tam giới, một trung thiên thế giới nó 1.000.000 cái tam giới, một đại thiên thế giới nó 1.000.000 cái tam giới, mà một cái tam giới nó có 6 cái nước cực tịnh độ. Mà đất đất Nam Diêm Phù Đề này là có cái tịnh độ gọi là của cái kêu bằng Cực Lạc, là do Đức Phật A Di Đà quản lý. Mà bây giờ nếu mà khắp trong càn khôn vũ trụ này nè, con suy nghĩ nè, bao nhiêu cái nước Cực Lạc không thể đếm hết được. Vì thế mà ông A Di Đà ngày xưa ông cũng tu, là con người tu phước, và gọi là tu phước và tu công đức. Khi mà ông thành đạo rồi đó thì ông mới đi chu du ở trong cái càn khôn vũ trụ này. Ông thấy cái Nam Diêm Phù Đề này, cái cõi Nam Diêm Phù Đề này có cái nước này, có cái hành tinh này này còn trống, không ai quản lý cái hành tinh này. Thì ông mới bỏ một cái số phước đức ông để ông mua ông mua cái hành tinh này này, ông làm chủ. Giống như thế gian mà con đi, tất cả các farm ở đây nó không có farm, chứ bên Mỹ nó nhiều farm, nhiều cái farm nó lập ra, nó trong đó nó có đủ thứ đó. Con thấy cái chỗ nào có cái con vô con mua cái đó, con làm chủ. Thì ông A Di Đà cũng vô cái nước Nam Diêm Phù Đề này nè, ông mua cái hành tinh Cực Lạc, ông làm chủ. Để ông làm gì? Để ông dạy cái công thức trở về Phật giới, công thức giải thoát thôi. Nhưng mà muốn dạy cái này thì cũng phải dụ người ta đến đây vui chơi, vui chơi để giảng. Vì thế mà ông A Di Đà này, ông lấy cái số phước đức của ông á, ông mua để ông dạy cái pháp giải thoát. Nhưng mà ông dạy pháp giải thoát thì ông phải dạy cái, ông lập ra cái chỗ vui chơi để ta tới ta vui chơi, rồi ta thấy cái này ta mới học, thấy không? Đó, thành ra cái này là ông A Di Đà đó, ông lấy cái phước đức, ông đã có công đức ông thành Phật rồi, nhưng mà ông còn phải có phước đức ông tích trữ để chi? Ông những người Phật nào mà muốn tìm lập quốc Cực Lạc thì phải có phước đức và công đức. Trong càn khôn vũ trụ này giờ nó còn trống nhiều lắm, không? Bởi vì nó nhiều người trống, giống như con xây một cái thành phố rồi những cái cơ sở gì mà chưa bán được thì con lại con đó con mua. Thì ông A Di Đà ổng đến đây ổng mua cái thành tinh Cực Lạc này, mục đích ổng là gì? Ổng mở cái trường giải thoát, chứ không phải là, nhưng mà muốn giải thoát thì muốn dụ người ta vô giải thoát thì phải dụ người ta đến cái nước Cực Lạc hưởng vui chơi, rồi ta mới vô ta tu cái này, thấy không? Lý do đó đó. Tất nhiên bây giờ là ông lập quốc này bằng phước đức của ông. Còn cái tổ chức nào cũng vậy, tổ chức Phật nào sáu nước tịnh độ đều nó giống như của ngoài A Di Đà hết, nhưng mà người chủ tên khác thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu thứ hai. Nhiều người cho rằng á, là niệm danh hiệu A Di Đà thì sẽ vãng sanh tịnh độ và được thành Phật. Vậy Đức Phật A Di Đà và các vị Phật khác trước khi thành Phật thì họ niệm danh hiệu của vị Phật nào ạ? Bây giờ nếu thành Phật thì con học thiền tông rồi, làm sao con biết có vụ niệm danh niệm A Di Đà thành Phật? Tại người ta không có hiểu niệm là nhớ, Phật là cái gì? Phật là thấy nghe nói biết thật. Bởi vì trong kinh A Di Đà thì A Di Đà có nói là Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, cái mà nó sống hoài, rồi cái mà nó chiếu sáng hoài, cái đó là gọi là tánh Phật. Phải tìm cái này nè, mà ai cũng có. Nhưng mà tại vì cái thời mà Đức Phật giảng tới từ đây là mấy ngàn năm rồi, sao mấy ông này tu sai, ông tưởng ông chim vô, thành ra cái nước tịnh độ, nước Cực Lạc bây giờ nó sai. Chứ sự thật cái nước Cực Lạc là cái nơi dạy đạo giải thoát, mà dùng cho những người có tiền. Người có tiền mới lên nước Cực Lạc tu giải thoát, còn người không có tiền
Thì ở đây nè, ở đây là chừng nào nhà nước, nhà Đức Phật công bố ra thì mình học thôi, đâu có tốn tiền gì đâu, thấy không? Giống như là ở đây mình giống như mình học trường làng á, thì con học lớn nước tới lớp 12 thì con cũng là con người hiểu hiểu ấy. Nhưng mà con người ở trường làng nó chịu thôi, thì tôi qua Mỹ tôi học thì con học tới lớp 12 thôi, có khác gì đây không? Nhưng mà con phải có số tiền đi qua bển ăn ở, không? Rồi chi phí bển. Ở đây thì con không có tốn, ngày tốn con đồng thôi, mà bên kia ngày tốn 1.000 đô mà học 12 năm, rồi con suy nghĩ sao? A Di Đà cũng cái kiểu này nè, dụ mấy cái người có tiền mà tham danh lên đỉnh học giải thoát, chứ không có khác gì trời. Trên mỗi tâm giới nó có cái, nó có 6 cái hình tinh cái kiểu này chứ không phải một đâu, thấy không? Mình ở đây là A Di Đà, là cái Nam Diêm Phù Đề, còn cái của cái Đông Thắng Thần Châu, Ti Ngu Quá Châu gì đó, Nam Thiện Bộ Châu, mình là Nam Thiện Bộ Châu, Thượng Tu Di Châu, Hạ Diễm Quang Châu. Ông là, cái nào nó cũng có cái nước, 6 nước cực lạc mà. Mình 6 cái hành tinh thì phải 6 nước cực lạc để đáp ứng 6 cái hành tinh này. Dùng cho những người mà có tiền, người tham có tiền khi đi học giải thoát. Thấy không? Còn bây giờ ở đây mình học giải thoát á, học kiểu trường làng không có tốn gì trời. Cũng về được, mà kia học sang, có vậy thôi. Trời, câu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi câu số 3. Đức Phật A-di-đà hay các vị Phật khác, trước khi thành Phật, thì họ có cúng tụng, lạy lục hay cầu xin không ạ? À? Hồi mới vô ai cũng bị cái này á. Nó lặn lộn mấy chục tỷ năm rồi mới đầu nó sợ, nó mới biết được. Chứ hồi mới vô á, mới vô thì mới tánh Phật cũng mang thân tới người, thường nghe người ta làm gì làm đấy. À, thế nên cũng vậy, rồi bắt đầu nó theo cái nhân quả luân hồi. Chính ông Thích Ca hồi xưa cũng tụng vậy chứ không tụng đâu. Khi ông thành Phật rồi ông mới hiểu. Cái hồi mới vô ông đâu có biết đâu. Thì thấy thế gian người ta làm gì mà làm gì đấy thôi. Thấy không? Có nghĩa là một vị Phật trải qua biết bao nhiêu câu chuyện xong rồi mới thành Phật. Chứ không phải vô để thành Phật liền được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Câu tiếp theo. Trong kinh A Di Đà, cư dân cõi Tịnh Độ mỗi sáng vẫn phải đi cúng các tầng Phật xưa. Còn người tu theo pháp môn Tịnh Độ thì cho rằng vãng sanh Tịnh Độ là thoát sanh tử linh luân hồi, là đã thành Phật. Như vậy thì con thấy rất là mâu thuẫn. Vì nếu mà mình đã thành Phật rồi thì tại sao là mình phải đi cúng các tầng Phật xưa? Điều đó có đúng không ạ bác? Người ta không có hiểu, ta không có hiểu cái giáo lý. Vì trong cái giáo lý đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam, nó có cái căn bản ta dạy việc phân tích tất cả cái nước Tịnh Độ. Tại vì ta không có học cái này rồi ta tưởng thôi. Bây giờ con suy nghĩ nè, cái quyển giáo lý 2.500 năm sau bây giờ, 2.564 năm Đức Phật viết mà tới bây giờ cũng chưa xuất bản được, thì con suy nghĩ làm sao mấy người ta biết được. Vì thế mà những người mà ta tu theo Tịnh Độ, bất cứ nào là ta tu mù, tu không có giáo lý. Vì thế mà cái đạo Phật nó mới tưởng đủ thứ hết. Nó ra tới 84.000 cái tưởng. Như đạo Thiên Chúa, người ta có giáo lý, ta tu đúng liền, vô đúng liền. Nghĩa là hồi Đức Chúa Giêsu lập ra tới đây là 2021 năm, vẫn giáo lý vẫn y nguyên, không thay đổi. Còn đạo Phật, ông tịch này 2.564 năm, giáo lý vẫn chưa ra. Thì đệ tử ông phải tưởng thôi, chứ làm sao đúng được. Vì tu tưởng nên nó mới có cái chuyện mà mỗi ông là một kiểu. Con suy nghĩ kìa, Việt Nam 16.800 ngôi chùa, có cái nào tu giống cái nào không? Hoàn toàn không tu, cái nào giống cái nào. 10 ông thầy lại hỏi, con hỏi 10 ông thầy, mỗi ông nói kiểu, hoàn toàn không ai nói giống ai. Vì nó không có cái căn bản giáo lý. Nếu có căn bản giáo lý thì nói một là một. Ví dụ giờ con có hỏi về Thiền Tông. Hồi xưa con không biết ha, bây giờ con hỏi mấy người tu Thiền Tông, hỏi chứ tánh Phật là cái gì? Ai cũng nói là thấy nghe nó biết. Chứ hồi xưa mà không có cái này làm sao biết cái này? Thì mỗi người mỗi tưởng. Thấy không? Bây giờ nó con đã vô đây con học cái thứ lớp rồi thì tất cả con đã hiểu hết. Nhưng mà nó còn thiếu một số mà đặc biệt con chưa hiểu, là nó nằm ở trong
cái giáo lý á, vì giáo lý này không được quyền xuất bản là sao? Là nếu còn nói ra thì người ta ăn cắp, rồi người ta đăng ký của người ta là mình là cái nơi phổ biến thua liền, nghe không? Vì thế mà người ta mới ăn cắp vừa hai chữ, sáu chữ là giáo lý đạo Phật Tiền Tông, mà giờ của người ta rồi đó, giờ ai xuất bản để bị kẹt liền, nghe không? Đó thì phải hiểu tại sao sở dĩ mà ta không dám xuất bản hết là vậy, là ta sợ mấy người ăn cắp thôi, thế gian này, bởi vì đây là gì, thế gian, thế gian thế là đưa vào gian người manh xảo trá đưa ra gì nó ăn cắp hết cái này, rồi nói của nó là ăn cắp mà nó truyền bá giúp mình thì không nói gì mà ăn cắp nó của nó rồi sao, về pháp lý làm sao con thua, nếu con có ra tòa con cũng thua nữa, thấy không? Vì thế mà giáo lý chánh thức đạo Phật chưa xuất bản, chưa ra đời được là chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Câu số 5 con xin phép được hỏi bác là con xin bác giải thích chi tiết cho con 7 chữ hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh ạ. Chữ hoa là cái bông. Chữ khai là nở. Hoa khai kiến là thấy. Phật là cái tánh của cái ông toàn giác đó, là ông tánh Phật đó, là tánh Phật kiến Phật ngộ. Ngộ là hiểu, vô là không, sanh là không có sanh tử. Con nhìn được cái bông này mà con hiểu được cái nơi không sanh tử là cái gì? Là nơi Phật giới. Rồi, còn gì nữa không? Qua khai kiến Phật ngộ vô sanh. Nhìn được cái bông này, con ngộ được cái nơi không sanh tử. Ngộ là con hiểu á. Có nghĩa là con đọc được cái này thì con mới thấy bên Phật giới là mới không sanh tử thôi. Chứ còn ở trong thế giới vật lý nơi nào cũng sanh tử hết, không thoát được ra cái quy luật này. Rồi, trong cái câu này con muốn hỏi gì nữa thì con hỏi. Dạ, con xin phép hỏi câu tiếp theo ạ. Thưa bác, cái việc ngộ thiền ở cõi tịnh độ được Đức Phật A-di-đà ấn chứng với việc hiểu được pháp môn thiền tông ở trái đất này thì khác nhau ở chỗ nào ạ thưa bác? Giống nhau, không có khác chút nào hết. Giống như còn thì đại học luật ở Việt Nam, còn học đại học luật của Mỹ, không khác. Luật thì nó ra nào cũng ra đây thôi, nhưng mà nó khác một cái chỗ là cái con học cái nơi nhà giàu, còn cái nơi cái học con nhà, học nhà nghèo, có vậy thôi. Có nghĩa là cái chén ăn cơm bằng đá cũng bằng chén, mà bằng cái gì bằng sang nó cũng bằng cái chén thôi, không khác. Nhưng mà cái chất lượng của nó đó thì cái chén mà chén ngọc thạch đó, nó mắc hơn cái chén đá vậy thôi. Công dụng nó vẫn đựng cơm, không có khác, nó khác ở chỗ đó, đó. Vì thế mà cái người mà ngủ thiền ở bên A Di Đà nó có giá trị hơn ở bên đây. Ở bên đây con ngủ thiền không bằng ở bên kia. Nhưng mà dù muốn dù không, muốn thành Phật phải ở đây, chứ còn ở trên A-di-đà không thành Phật được. Ở trên nữa A-di-đà con ngộ thiền giống như ông nhà giàu. Còn ở đây giống như nhà nghèo, nhưng mà muốn ngộ thiền phải đi, phải chỉ có nước tại cái nước Nam Diêm Phù Đề này mới có con đường đi ra, đi về Phật giới thôi. Còn tất cả các nơi hoàn toàn không có đường nào khác. Muốn về Phật giới thì đi về đến cõi Nam Diêm Phù Đề mới ra được, thấy không? Còn các nơi khác nữa, trong đó nó có 6 cái đất của Nam Diêm Phù Đề đi được rồi, bằng Đông Thắng, Thần Châu, Tây Ngu, Quá Châu vẫn đi được, cái đất nào cũng đi được, nhưng mà bắt buộc phải đến cái vòng 1 của Tây Tam Giới mới về được thôi, chứ còn ở vòng 2, vòng 3, vòng 4 hoàn toàn không có đường về Phật giới, bích luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Bác hồi nãy bác có nói là vì con xin phép hỏi bác là khi mà ở trên cõi tịnh độ đó bác, khi mà Đức Phật A Di Đà dắt mọi người mà ra kiểm thiền á, thì khi ngài đưa cái bông hoa ra thì có rất nhiều người, nhưng mà tại sao là ngài dựa vào đâu để mà ngài xác nhận là người đó ngộ được nhiều hay là ngộ được ít vậy bác? Bây giờ chỉ đưa ra vậy con mới thí dụ con hiểu nè. Có cái cửa đó, nó có cái số, hoặc là còn có cái điện thoại á. Người nào mà hiểu được cái mẫu số, cái số bí số đó, nó còn
con mở ra cái cửa nó mới ra được. Bật cái điện thoại còn đúng cái số đó nó mới reo được. Thí dụ cái điện thoại mình nói 10 số thì cái điện thoại đó nó gài cái số 9. Mà còn bấm số 8 nó có kêu không? Và tao không kêu. Con phải bấm được cái số 9 thì nó mới kêu. Còn bấm cái số 1, 2, tới 8 và số 10 cũng không kêu. Thấy không? Là khi mà con muốn mở được cái bông này, bởi vì qua khai mà muốn mở được cái bông này nó nở ra thì con phải thấy bằng cái điện từ quang. Con phải mở được cái điện từ quang, con nhìn thấy bắt buộc cái hoa sen phải nở ra. Còn nếu mà con mở được ở đây, thế giới này gọi là mở điện từ âm dương của vật lý. Còn bên kia mở điện từ âm dương của cõi trời, tần số nó nhẹ hơn, ở đây tần số nặng hơn. Nhưng mà cái bông ở trên kia nó tạo bằng điện từ âm dương, ở đây cái bông nó, ở đây nó tạo bằng tứ đại vật chất. Thì phải dùng cái tánh của con người vật chất mở ra mới được. Con phải đúng cái tần số nó mới mở ra. Căn cứ vào cái này, vì thế mà ông Mahakajip á, Đức Phật kiểm ông Mahakajip, bao nhiêu người nhìn không thấy mà tới ông Mahakajip mở ra, thì ông Phật Nhãn ông nhìn thấy một cái làn sóng, cái làn sóng điện từ quang nó chiếu vào, ông biết liền rồi, tức khắc qua khai liền, qua nở liền. Chỉ Phật mới hiểu, nhìn thấy được cái hoa này, cái này. Còn người phàm phu của mình á, thấy được cái hoa nở này là biết ông đó thấy bằng cái tánh Phật của điện từ quang mới mở được. Còn mà điện từ âm dương thì không mở được. Thì giờ giống như đưa cái ví dụ cái điện thoại đi, 10 số đi. Người ta hiểu được cái số nào mở được, bấm đúng cái số đó nó mới mở. Còn bấm trật nó không mở, nó nói là vậy. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Giờ con xin phép hỏi bác một số câu về Kinh Pháp Hoa. Dạ, câu thứ nhất, trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh nói về việc truyền dạy Pháp môn Thiền Tông. Trong 28 phẩm của kinh, các phẩm có nói về các vị Bồ Tát như là Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Thường Bất Kính, Bồ Tát Diệu Âm, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Phổ Hiền. Bác cho con hỏi là các vị Bồ Tát này có vai trò gì trong cái pháp môn Thiền Tông này ạ? Trong mấy Bồ Tát này gọi là Thường Bất Kính, chứ không phải Bất Kính, Thường Bất Kính. Tất cả những người Bồ Tát này, mỗi người nó có một cái vai trò. Nghe không? Mà tiền thân Thường Bất Kính là ai? Là ông Phật Thích Ca đó. Hồi đó ông tu cái hạnh Bồ Tát, ông thường nói cái câu này, ông nào cũng nói vậy thôi. Tôi không dám khinh các ngài rồi đây sẽ thành Phật. Người ta chửi ông, ta nói ông khùng. Người nào cũng vậy, như mỗi người ta độ một cái câu, riêng ông Thường Bất Kính là ông thích tiền thân của ông Thích Ca, ông có nói cái câu đó. Tôi không dám khinh các ngài rồi đây sẽ thành Phật. Đó, Bồ Tát là có nhiệm vụ này thôi. Còn mấy ông kia cũng vậy thôi, người nào cũng vậy thôi. Nhưng mà mỗi người ta nói cái sở trường riêng. Mà cũng chính là, có nghĩa là con có tánh Phật thì con sẽ được thành Phật. Nhưng mà con có nói gì nhưng mà phải nói. Cái căn bản ai cũng có tánh Phật hết. Rồi nếu mà làm đúng thì sẽ được thành Phật. Giống như trong cái quặng này có vàng, biết đào lên lấy vàng, có vậy thôi. Còn không biết cái sới hoài, thấy vàng bỏ luôn. Bởi vì trong cái quặng vàng á, vàng nó cũng dính bùn đất, nó đâu có biết được. Người nào biết thì nhìn thấy ta mới hiểu đó là vàng. Đó là cái vậy đó, là nhiệm vụ của Bồ Tát là vậy thôi. Có nghĩa là chuẩn bị nói cho người ta biết đi là, bởi vì cái thành Phật này không phải đơn giản đâu. Qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mới được thành Phật, chứ không phải muốn vô liền đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi câu số 2. Trong phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có hai chi tiết. Con xin phép được hỏi chi tiết thứ nhất là Ngài Văn Thù Sư Lợi nói rằng ta ở biển chỉ thường xuyên nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thưa bác, cái câu này có ẩn ý gì ạ? Văn Thù Sư Lợi, phải không? Là cởi con gì? Cởi Sư Tử Lòng Vàng. Bây giờ, ổng có dạy cái thế này nè. Con biết ông, bây giờ con học Thiền Tông rồi, con biết ông Văn Thù Sư Lợi dạy cái gì không?
ổng đang dạy, ổng đang ngồi trên sư tử, chứ sư ổng ở đây dạy đạo. Có nghĩa là ổng sư tử cái Long Hoàng, ổng ngồi ổng tề cái 16 thứ tánh người, ổng dạy con. Lúc nào ổng cũng dạy pháp là dạy về tề 16 thứ tánh người. Cái thứ hai đó là ổng hàng phục được cái con sư tử, là cái con hung dữ nhất trong rừng mà ổng vào được. Là sao? Cái con sư tử là giống như cái tưởng con người đó, đủ thứ hết, giết con chết sống gì cũng ngồi cái tưởng đó, mà ổng hàng phục được. Ổng ngồi đó là ổng đang giảng kinh đó, ổng giảng kinh giải thoát cho con đó. Lúc nào ổng ngồi trên sư tử, con nhìn bất cứ 1.000 người tới nhìn sư tử đều biết ông này dạy đạo giải thoát. Ai cũng biết là ông này đang dạy, là dạy thứ như là tề 16 thứ tánh người và hàng phục con sư tử. Gọi là kêu mà ngồi trong cái ngồi trên ghế sư tử. Thấy không? Con nhìn thấy cái này, con học thiền tông rồi con biết ông này đó, ông đang dạy cái pháp môn giải thoát đó. Là đầu tiên là dạy về hàng phục 16 tánh người và hàng phục cái tánh ác, cái tưởng và ác của con ạ. Hung dữ là thuộc về tánh ác. Đó là ông giảng kinh, cái này. Chứ không phải ông ngồi ông giảng. Đó, cái cử chỉ đó là con đã biết rồi. Thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, còn ý thứ hai là Long nữ liền qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báu thành bậc chánh đẳng chánh giác. Vị bác cho con hỏi là cõi vô cấu là cõi nào và phương Nam là ở đâu ạ? Và tại sao Long nữ lại phải vào đó để mà thành chánh đẳng chánh giác mà không ở một nơi nào khác ạ? Bây giờ giải quyết cái vấn đề cái cõi vô cấu là cái cõi nào không? Con có phân biệt chữ vô cấu là cái gì không? Dạ, vô có nghĩa là không à. Rồi, cấu. Cấu là cấu xé hả bác? Rồi, đúng rồi. Đúng, con dạy rất đúng. Dạ. Cái nước không cấu xé là cái nước nào? Cái nước ở phương Nam là cái nước nào? Mà Long nữ sẽ thành Phật ở nước này nè, cái nước vô cấu đó. Nước Việt Nam mình hả bác? Con giải thích được tại sao nước Việt Nam gọi là nước vô cấu. Dạ con không biết, con chỉ biết là không có cấu xé. Con thấy nước Việt Nam trên thế giới này có cái nước nào mà lập bộ chính trị không? Hoàn toàn không có cái bộ chính trị. Duy nhất chỉ nước Việt Nam có cái bộ chính trị. Cái bộ chính trị là ta vô sống bằng cái điều lệ. Anh vô đây đúng không đúng anh đuổi ra cho người. Còn tất cả các nước trên thế giới gọi là nước cấu xé nhau. Vừa đâu con thấy cấu xé ở đâu chưa? Bây giờ hiện giờ nó đang cấu xé ở Nam Á đó. Một con nước ở Nam Á nó đang cấu xé đó. Rồi vừa rồi ở bên phương Tây chứ không nói thế này. Nó kêu bằng nó bị đuổi mà nó cũng không chịu. Nó la lên đó. Cái nước vô cấu này là cái nước Việt Nam. Con thấy bởi vì cái nước vô cấu này, tại sao người ta gọi là nước vô cấu? Là cái nước không cấu xé, cái lãnh đạo không cấu xé, bởi vì nó có cái điều lệ. Con đúng thì con ở, không đúng đi ra, chứ không có chịu cấu xé. Cái nước mà hơn thua gọi là nước cấu xé, còn nước Việt Nam gọi là nước vô cấu, vì nó sống trong cái thể chế cộng sản. Cộng sản người ta không nó không có lập kêu bằng lưỡng viện hoặc là vua chúa, mà nó lập cái bộ chính trị điều hành quốc gia. Vì cái bộ chính trị này nó có cái điều lệ, đúng thì ở, còn không đúng đi ra, chứ không có cấu xé cái vụ mà không ở. Bởi vì thấy không, cái nước Việt Nam mà nếu đúng của nó đến cái đỉnh nước vô cấu rồi đó, bây giờ mới là gọi là tiền nước vô cấu thôi. Khi mà đúng cái nước vô cấu rồi đó là gọi là nước đại đồng cộng sản. Là gì? Ai cũng có nhà ở, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng có tiền xài mà ở đó còn vô cấu gì nữa. Còn anh vô tham gia chính quyền thì anh phải vô điều lệ. Anh muốn điều hành quốc gia thì anh vô bộ chính trị. Cái bộ này là thay thế là cái não bộ của một quốc gia vậy đó. Mà nó vô bằng điều lệ. Còn nếu mà con vô nước quân chủ khác, quân chủ là khác.
anh mà lên là ở được không được thì mấy thằng dưới nó đảo chánh là liền á, thấy không? Cái nước nào bị đảo chánh và tranh giành thì nước đó không phải nước vua cấu. Mà Việt Nam được xem ông Phật ông gọi là nước vua cấu, ông biết rằng ngày đó ngày năm đó thì cái thiền tông này sẽ đến nước vua cấu do Long Nữ phổ biến ra, Long Nữ dạy thành Phật là ai? Thì bây giờ thiền tông đã nói Long Nữ rồi, nước vua cấu chính là người nước Việt Nam, không cấu xé nhau mà sống bằng luật pháp, sống bằng người lãnh đạo quốc gia, sống bằng điều lệ của đảng chứ không phải đời khác. Vì thế mà ông Phật ông biết trước, tới thời Mạt Thượng Pháp thì thiền tông nó sẽ đến nước vô cấu, là cái nước không tranh giành. Chiêu cấu là nước không tranh giành quyền lực. Nói như thế mà con thấy từ khi mấy hồi trước mình không biết, nhưng mà từ 40 mấy năm nay, 45, 46 năm nay, con thấy nước Việt Nam hoàn toàn không có cái lãnh đạo quốc gia, không có cái gì cái tranh giành cái này. Đó, thì ông Phật ông gọi là nước vô cấu. Đây là cái nước ông sử dụng bằng cổ ngữ. Ông sử dụng bằng cổ ngữ chứ không phải chi nước hiện đại. Hiện đại tên là nước Đại Đồng. Nếu nước hiện đại là gọi là nước Đại Đồng. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi câu số 3. Trong phẩm Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, các vị Đại Bồ Tát ở các phương khác đề nghị Đức Phật Thích Ca cho phép họ giữ gìn đọc tụng Kinh Pháp Hoa. Đức Phật bảo là không cần, vì cõi Ta Bà có nhiều Bồ Tát trì tụng Kinh này. Khi đó các vị Bồ Tát này từ dưới đất vọt ra, thân đều sắc vàng, đủ 23 tướng tốt. Thưa bác, tại sao lại có hiện tượng các Bồ Tát từ dưới đất vọt lên và có hình tướng như vậy ạ? Bây giờ nè, chưa có cái thời nào mà dạy thành Phật bằng cái thời này. Tất cả những người mà tu dạy thành Phật đều là xuất phát từ trong thân con người ra hết. Thấy không? Từ trong thân con người ra hết. Mình, ông Địa Tạng gọi mình là gì? Là Địa Tạng, là cái thân người. Địa là đất, tạng cái kho chứa. Còn cái tất cả những cái gì nó xuất phát từ trong đất, lòng đất đi ra là lòng trong con người mình ra đó. Tánh Phật nó xuất phát là nói về cái người ngộ thiền bằng hoa sen đó. Người nào mà ngộ thiền này thì được thành Phật hết. Còn mình bây giờ không khả năng thành Phật, nhưng mà nhờ nương vào trong cái pháp môn thứ 6 để thành Phật nè. Nhưng mà nó cũng rơi rụng bớt có 5% thôi. Trăm người chỉ có 5 người được thôi. Là vì trong Kinh Diệu Pháp là ta sử dụng bằng cổ ngữ, thành ra mình đọc là khó hiểu. Còn nếu mà đọc về cái danh từ của thời hiện đại thì rất dễ. Nhưng mà bởi vì ngày xưa người ta viết mấy ngàn năm trước thì ta phải viết bằng cổ ngữ thôi, chứ làm sao ta viết bằng cân hiện đại được. Hồi xưa đâu có thể giờ nói là nó nói gì không gian, chữ không gian không sử dụng được, điện từ không đỡ được, thấy không? Rồi làn sóng điện không nói được. Bây giờ tới thời hiện đại ta mới nói vụ này. Thì còn cái thời đó ta gọi là nói bằng tiếng cổ ngữ thôi. Là bao nhiêu người Bồ Tát thành Phật. Bây giờ nói thì từ đất đi lên vô số thành Phật là ai? Giờ con suy nghĩ ra. Giờ thành Phật được bao nhiêu người? Bao nhiêu người họ tạo công đức hồi về, mình sao mình biết được? Từ khi Thiền Tông mới ra mới có 3 năm nay thôi mà bao nhiêu người rồi? Giờ con tính nè. Con tính cho 5% đi, hiện giờ truyền thiền là 2.500. Con lấy 5%, đây là bao nhiêu? 1.000 là 50 người. 2.000 là 100 người. 50 nữa là 25 người. 225 người về Phật giới rồi đó. Có nhiều không? Chứ ngày xưa ông Phật nói làm sao có ai về Phật giới được không? Ông nói không được. À, mà chỉ có ông Xá Lợi Phật vậy, là ông Xá Lợi Phật cái công đức ông tạo đằng trước rồi, bây giờ ông nhờ ông Phật Thích Ca dẫn hướng dẫn cho về thôi. Trong đời của ông là duy nhất chỉ có ông Xá Lợi Phật về thôi, còn bao nhiêu cũng phải đi theo dòng thiền không hết, để tới đây rồi học nè, tới công bố ra cái công thức rồi mới học đó. Thành ra mình mới nói là nó phải được có đơn giản, là nghĩa là tất cả những Bồ Tát, những người mà có cái Bồ Tát là gì? Từ lòng đất đưa lên là cái gì? Chữ Bồ con, mà tất cả những người mà tu theo thiền tông phải là Bồ Tát hết, gan dạ mới tu rồi nha. Chữ Bồ Tát là gan dạ.
Còn tu mà không có gian dạ, con không tu được cái này đâu. Nói thiệt, con dám không? Dám buông tất cả gì không? Con dám buông là con gan nhất, con mới dám, chứ không phải đơn giản đâu. Mà từ lòng đất là nó, từ trong thân con người nó ra. Tánh Phật là đâu? Nó từ trong thân người nó đi ra. Hồi đó nó vô, nó mượn. Mượn thân nó tạo công đức, bây giờ nó mượn, nó tạo đủ rồi nó đi ra, nó hoang công đức đi ra. Thì nó thành Phật đó, Bồ Tát thành Phật. Mà người Bồ Tát này nó chỉ cho người nào gan dạ nhất. Chứ người mà không gan dạ, xin lỗi, theo Tịnh Tông vài bữa chạy. Nhát rồi, nghe Tịnh Tông nói ghê quá, chạy hết. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, ngoài hai cái bộ kinh trên thì con còn có một số câu hỏi khác xin phép được hỏi bác là: giữa người ở cõi tịnh độ đã ngộ thiền tông và người đã có sẵn công đức thì ai là người có khả năng được giải thoát cao hơn? Và điều này còn lệ thuộc vào yếu tố gì nữa không ạ, thưa bác? Bây giờ ngộ đạo ở cõi tịnh độ thì cũng kiến Phật, mà ngộ đạo ở trái đất này cũng kiến Phật. Còn cái khả năng á, tôi nói thiệt, người ở tịnh độ không thành Phật nhanh bằng người ở Nam Diêm Phù Đề. Là sao? Ý ta là hồi đó là tiên trên trời xuống đây tu, còn chấp ngã ta là tiên trên trời. Còn ở đây thôi, sợ quá rồi, mang cái thân tứ đại tôi sợ quá, tôi ra trước. Cái nghĩa là người mà ở trái đất này tu thành Phật nhanh hơn người ở có tiên xuống. Vì nó tiên chấp ngã. Vì nó chấp ngã như mấy đời sau nó mới đi về được, chứ không phải bây giờ đâu. Thấy không? Nếu người nào ở đâu cũng vậy mà đừng chấp ngã thì người đó được. Con nên nhớ rằng những người mà họ giàu có đó, họ làm cái gì họ chấp ngã lắm. Còn người nghèo họ không có chấp. Họ đạt đến mục đích thôi. À, vì thế mà nếu mà so sánh giữa cõi tiên và cõi phàm tục này, người phàm tục thành Phật nhanh hơn cái người cõi tiên. Vì thế mà nói là có gọi là tùng địa dũng sức. Cái ở nơi trái đất nó dũng mạnh, nó mới xuất phát ra được cái này. Thì người ở trái đất này thì mới thành Phật dễ hơn người tiên. Thư tiên là chỉ hưởng được qua khai kiến Phật ngộ vô sanh thôi. Xuống đây nó bị quy luật vật lý này, nó không phải nghiền nát. Thành ra có nhiều 10 người ở tiên xuống chưa chắc đã có một người thành được. Nó thì còn ha. Còn bây giờ ở đây thì 5% trên tiền có thể là 1000% luôn á, chứ không phải ít đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu số 2. Con người văn minh tột bậc nhưng có tạo được phương tiện gì có khả năng tương tự như là Phật tánh không ạ bác? Văn minh tột độ là người ta thấy được cái Phật tánh thôi, chứ còn không có khả năng. Bởi vì cái này nó là cái chân như. Còn ông văn minh cỡ nào thì nó cấu tạo bằng điện từ âm dương ở đây thôi. Nó không thể thấy được Phật. Mà có thể văn minh nó chụp các lớp, nó nhìn thấy được cái Phật tánh. Có thể thấy một vi tử sáng ở trong cái trung tâm não bộ của mình. Trở vậy bây giờ nó không thấy là gì. Nó bị cái thân tứ đại quay cản lại, không thấy được, khó lắm. Mà người đó muốn thì cái máy mà muốn xem được cái này thì phải phân giải các lớp rất nhiều lớp thì mới được phân giải. Thì con mắt thịt này mới xuyên qua cái này mới nhìn thấy được một đốm sáng ở trong đó thôi. Đó, nó được nhưng mà rất nhiều khê. Nhưng mà khi mà nó văn minh tới mức đó rồi thì con coi chừng trái đất này chuẩn bị bài, chuẩn bị bài. Con người mà văn minh tới mức đó rồi thì tất cả những cái chiến tranh nó sẽ canh tầng lớn lưng lắm. Quý vị trái đất này dễ như ăn cơm, không gì khó hết. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ. Con xin hỏi câu tiếp theo. Khi con người văn minh lên tột bậc, nếu dựa vào thiền tông thì có thể khám phá hoặc tạo ra năng lượng tinh tế như là điện từ quang ở trong Phật tánh hay là ở trong Phật giới không ạ? Cái điện từ quang là cái chân như, làm sao con tạo được? Ở trên đây nè, ở thế giới này gọi là điện từ âm dương. Còn mình điện xài đây gọi điện từ âm dương vật lý, nó theo cái sự dao động của vật lý. Còn cái kia nó là giai động tự nhiên của trong thế giới, nó khác. Con có làm cái gì mà kêu bằng cái người máy mà có giỏi cỡ nào nó cũng không bằng cái con người thật. Người thật nó là bằng tứ đại, làm sao nó làm mềm mại rồi, tim gan mà giống như con người được. Phải không? Nó chỉ đạt được cái trình độ như con người, nhưng mà cấu trúc không thể bằng con người được. Thấy không? Thành ra dù văn minh cỡ nào cũng không bằng thua gì hết.
phải hiểu cái thế giới này. Mà khi mà con người đã dân mình tới mức đó rồi thì trái đất này nó sẽ trở thành đồ đá liền. Thế nó thay đổi. Bởi vì con, bây giờ con suy nghĩ ngày xưa đó, đánh giặc người này chém người kia một dao chết. Bây giờ con còn cái đó còn hợp nó không cần. Sau này nó dùng súng nó bắn chết một người. Rồi bây giờ nó dùng sao? Nó bồm, nó thả, nó chốt mấy triệu người. Rồi sao? Rồi nữa nó văn minh đến cái nước là nó quý diệt từng nước luôn ạ. Nó chết cỡ đó. Mà trên này, ở trên thế giới này có bao nhiêu nước? Mà bây giờ tới mấy ngàn cái, mấy ngàn, mỗi bên là mỗi nước nó có mấy ngàn cái bom nguyên tử rồi. Mà đây là cái bom nguyên tử là công phá rất nhẹ. Còn vừa rồi mà Triều Tiên nó chế cái bom nhiệt hạch đó, nó công suất nó mạnh đó là 13 lần của cái bom nguyên tử rải xuống Nhật Bản, Hiroshima và Nagasaki. Con suy nghĩ đi. Mà mới đây thôi. Rồi bây giờ người Nga nó chế ra cái bom sao Hoàng, gọi là bom ba đó, gấp mạnh 30 lần. Con bom này cho con suy nghĩ. Rồi 10 năm sau nó như thế nào đó đây? Rồi 10 năm nữa có chịu đựng nổi 100 năm nữa không? Trái đất này có chịu đựng nổi 100 năm nữa không? Mà nếu Phật nó khi mà như lai nhập Niết Bàn thì 3.000 năm trái đất bị trở lại đồ đá liền. Mà giờ này còn có nhiều nữa, 400 năm nữa thôi. Này 64 thì 36 năm nữa, 436 năm nữa thôi. Con suy nghĩ đi. Vì thế mà Thiền Tông phải cho ra đời một cái trái đất gọi là cứu trái đất rồi người. Cái bài 24 á. Nếu mà người ta chịu thực hiện cái này thì nó sẽ dừng, nó dừng bớt lại. Nó hãm lại. Nó hãm lại đó thì cái tổ chức loài người nó tổ chức lại hết. Không có tổ chức theo cái kiểu rải rác như bây giờ. Thí dụ người lớn nó tập trung ở đâu? Từ già. Rồi người trẻ ở đâu? Đâu nó có từ cụm dân cư, từ nông thôn, thành thị đều nó giống nhau. Để chi? Để nó lấy đất sản xuất, gọi là sản xuất công nghiệp, để nó đủ sức nuôi cái này. Nó sản xuất bằng máy móc chứ không còn sản xuất bằng tay chân nữa, mà nó điều hành bằng vi tính hết, thì trái đất này nó mới tồn tại được. Còn bằng không, không thay đổi lại, chính ông Phật đã nói không thay đổi thì nó đi rất nhanh về cái quý diệt của trái đất, cái đài văn minh. Con suy nghĩ à, mới cái điện thoại mà 1G, 2, 3G gì mà lên 5G, con thấy con mới có mấy năm. Mỗi năm dường như mỗi năm nó lên 1G đó. Con suy nghĩ đi. Rồi con suy nghĩ là mà cái tốc độ của nó ghê gớm không? Rồi cái tốc độ mà nó tàn sát như sao? Thì nó phải tăng, nó theo cái văn minh của con người. Vì thế mà ông Phật ông mới nhắc nhở là phải nhớ là con người phải kiềm lại. Còn không kiềm tự mấy ông đi trên chiếc tàu rồi chết hết luôn á. Thấy không? Tàu mà chìm thì có ai sống không? Trái đất mà nó quý diệt rồi, nó quý ô nhiễm rồi, có ai sống nổi trên này không? Đó, rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép được hỏi câu tiếp theo. Khả năng thiên lý nhãn thuận phong nhĩ của Đức Phật có tương tự như là điện thoại di động có kết nối với mạng 3G và 4G như hiện nay không ạ? Mình phải phân tích là thiên là gì? Thiên lý là con đường lên trời. Cái con mắt nhìn thẳng lên đường trên trời. Mà bây giờ á, con đi qua bên Pháp lên cái nước, cái tháp Eiffel, cái tầng thứ hai á, nó còn chỉ bỏ 1 euro vô thôi, con nhìn thấy hành tinh khác á. Thì bây giờ con người á, ai tới đó được sử dụng thiên lý nhãn. Chứ lại đây sao con nhìn thấy được chứ? Nhìn thấy được cái hành tinh khác, thấy không? Thuận phong nhĩ là sao? Nghe tiếng rất xa. Đã đâu, bây giờ con nghe, con có người quen ở bên Mỹ, điện thoại về con nghe không? Nghe tiếng sát bên. Hai người giống mà cách 20.000 cây số mà dường như mới sát bên. Cái đó thì con người đã tạo được thiện phong nhĩ, thuận phong nhĩ, thiên lý nhãn. Bởi vì cái lời của Đức Phật dạy ngày xưa là gọi là dạy tiếng của người cổ ngữ, tiếng người xưa đó. Thế giờ mình nếu mà ai mà giải mã được cái tiếng người xưa thì hiểu cái Thiền Tông rất đơn giản, không gì khó khăn hết á, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi câu số 5 ạ. Những người mà bị chết lâm sàng do ngưng tim thì nếu mà mình sốc điện thì tim sẽ đập trở lại và họ có khả năng sống sót.
Vậy tại sao thì không sử dụng cái máy sốc điện đó cho các bộ phận khác trong nội tạng của con người, ví dụ như là phổi, gan, não hay là thận vậy bác? Con không biết con người chết làm sao mà tại sao người ta ép cái ngực. Ép cái ngực là ép cái gì? Ép là phổi đó. Nhưng mà bây giờ cái chỉ có con người sử dụng cái thuật tay này thôi. Ép ép thì cái lá phổi nó, cái lá phổi là cái gì? Lá phổi là cái nơi chứa cái điện còn dư lại đó. Còn cái tim là cái dynamo, nó quay để nó phát ra điện và đồng thời nó đẩy máu đi và kéo máu về đó. Mà nếu mà cái hệ thống điện nó trục trặc có con người thì duy nhất chỉ có cái lá phổi á, còn làm nhúc nhích thì cả cái hệ thống kia nó sống là hết. Vì thế mà ta phải đè cái ngực. Để gì? Để, vì cái ngực con nhớ là con thở, hít thở cho mạnh, hít cho vô mạnh thì cái ngực con nở ra. Còn con ép lại cái ngực con tốt lại. Thì chỉ duy nhất chỉ có cái chỗ này mới tác động được cái điện từ của trong cơ thể con người. Thì con người mới sống được. Nhưng mà người ta đã thí nghiệm bằng một cái sức ép, ép mà của máy móc không được. Thì cái máy móc á, nó chỉ lập trình. Còn của mình ở đây á, thì mình theo cái cảm giác của mỗi cái con người. Vì thế mà máy móc không thể thay thế để mà ép cái phổi được. Mà trong lúc mà con mà con thấy người ta té đó thì con chỉ là đè, con ép lên thì con nó sống liền. Còn con chạy đi kiếm máy móc con lại thì nó chết rồi. Ha, nó ngưng quá thì máu nó đặt là chết rồi. Thành đã không có thể máy móc mà thế được cái này. Mà chỉ con người sử dụng hai tay. Vì thế mà ta cấp cứu mấy người chết lâm sàng xong rồi cái đè lên liền. Đè ép mấy cái, 3-4 cái rồi. Nếu mà sống là sống à. Và ép từ 5 cái rồi thua, chào thua. Đáp 5 cái mà đó, cái thời gian nó rất nhanh vậy đó. Mà con phải đứng tại chỗ con mới làm kịp. Còn con mà chạy về đi kiếm vô bệnh viện kiếm cái máy đem về coi thì ra thua rồi. Thấy không? Tại chỗ được một cuộc chơi ấy, giống như là cái điện nó vừa cúp nhưng mà cái dây nóng nó vẫn còn nóng thì con vô nó được. Còn để nó nguội rồi là hết. Thấy không? Vì thế mà những cái máy mà để mà thế là ép cái phổi không thế được. Vì người ta đã thí nghiệm nhiều lần rồi chứ không phải không đâu. Hồi đó chú cũng có học cái ngành này chú biết. Thấy không? Thì con nếu mà học về nội tạng của con người ấy, thì cái phổi nó giống như là cái dynamo ấy. Nó bóp bởi vì nó phát ra điện á, rồi nó phát ra điện nó đưa máu rồi thu máu về lại cái tim á. Còn cái phổi á, là cái gì? Là cái nơi con muốn hít trên các cơ phận con, không có cái chỗ nào mà con muốn làm cho cơ thể con nhúc nhích bằng cái phổi được. Cái phổi duy nhất chỉ có cái phổi được. Thở mạnh, thở yếu, thở chậm, thở lẹ, nín thở cũng cái của phổi thôi. Vì thế đây là cái cơ quan để cứu con người sống chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có cái lá phổi thôi. Vì thế người ta phải sử dụng cái này thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin phép hỏi bác câu số 6 ạ. Trong cái lời dặn dò về Phật giới con thấy rất là đơn giản và dễ hiểu. Nhưng tại sao có nhiều người đọc hoài mà vẫn không nhớ? Và nhất là những người lớn tuổi. Thì vậy cái điều này á, là do họ có công đức ít hay là vì lý do nào khác không thưa bác? Cái này con người ta đó, đa số là tại vì người ta cái kiến chấp á. Kiến chấp đó là nó che khuất cái sự hiểu biết người ta đi. Mà hơn nữa là cái đường về Phật giới là nó dùng cho người mà có điện từ dương nhiều, có công đức nhiều thì mới dễ thuộc. Bởi vì nó là nó thoát ra quy luật vật lý này thì anh phải có cái sức cường lực mạnh anh mới ra được. Còn những người mà đọc quên là gì, cái âm người ta nhiều quá, nó khó thoát ra cái này lắm. Giống như cái ánh sáng mà nó nằm ở dưới cái mặt nước á, nó không sáng được. Nó phải lên cái trên mặt nước nó mới sáng được. Thấy không? Thành ra như là âm nhiều quá thì hoàn toàn không đọc hoài không hiểu được. Rồi không hiểu rồi đưa kiến chấp vô nữa là thua liền. Mà trong khi đó đường về Phật giới là phải là trong sáng. Trong sáng là gì? Là phải lên trên mặt nước mà phải trời quang mây tạnh. Còn lên mặt nước mà trời mưa thì cũng như không. Thấy không? Lý do là người ta không hiểu là tại vì người ta âm nhiều quá. Muốn người này ấy thì làm sao mà tạo được công đức để cho nó thoát ra cái quy luật âm này thì nó mới nhìn thấy được. Nhưng mà muốn tạo công đức không phải dễ đâu. Nếu mà trong con người con mà từ xưa giờ mà con thích âm nhiều quá đó, thì con khó mà tạo đó. Bởi vì âm này gì mấy ông thánh ông bao con rồi. Vừa đưa vô là con phát sùng lên nữa thì làm sao con tạo được. Thấy không?
Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi cô số 7. Bác từng nói người học thiền tông có công đức rồi, nhưng muốn giải thoát trước khi mất, đừng có tưởng. Nếu lúc đó người học thiền tông tìm cách diệt tưởng thì sẽ như thế nào ạ? Bây giờ cái tưởng là do cái kiến chấp với tưởng. Bây giờ làm sao đừng tưởng thôi. Không cách nào mà được mãi được. Bây giờ làm sao mà đưa con lên cái tầng cao của âm, của dương thì nó cái tưởng nó bớt. Còn nếu mà trong cái bóng tối đó là tưởng nhiều. Giống như con đi giữa ánh sáng mặt trời thì con không có tưởng đường, thấy con không tưởng. Nhưng mà con đi trong ban đêm mà con không thấy gì thì con phải tưởng, thì con mới đi được. Vì thế người nào mà đưa về Phật giới mà cái âm nhiều nó thành ra phải tưởng thì nó không khó, nó khó hiểu cái này lắm. Giờ bị tấu thùi rồi giờ có nói gì con không nghe, dường như nó tưởng ra cái nơi sai ha. Nó khó chỗ đó là vậy. Thì bây giờ muốn người này ấy thì chỉ làm sao tạo được công đức thôi, nó tự động nó sáng lên. Có nghĩa là cái phòng tối nó cỡ nào mà làm sao cho cái phòng nó sáng thì con sẽ thấy rõ, con không tưởng. Còn nếu mà con không thấy rõ con tưởng, bắt buộc cái quy luật vật lý nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Con xin phép hỏi câu cuối cùng ạ. Người học thiền tông nhưng không thể nhớ lời dặn dò, vậy trước khi chết và trước khi mất và sau khi tắt thở đến 8 tiếng, việc mở lời dặn dò liên tục có giúp được điều gì cho trung ấm thân của họ không ạ? Bây giờ con suy nghĩ, khi mà con không mở được thì giờ con mở gì nữa, không ăn thua, người đó không nghe đâu. Nghe là không, mà nó xuất phát từ trong con người phát ra thì mấy ông thánh, ông thần mới chấp nhận thôi. Đó, bởi vì con người ta, tại sao mà ông Phật nói là phải từ trong con người xuất ra, còn bên ngoài là nghe để chi, nghe nó nạp vô trong người rồi từ con người xuất ra, chứ không phải là từ ngoài tác động vô được. Vì thế mà người mà chết rồi mà trong người nó không phát ra được thì ở ngoài vô ích, mở ra vô ích. Có nghĩa là con học thuộc rồi từ công cái miệng con phát ra thì mới đúng là của con. Còn bây giờ con không thuộc mà ở ngoài nó đưa vô, nó có vô đâu. Thì con có mở tối ngày cũng vậy thôi. Thấy không? Nhưng mà sở dĩ thế gian này người ta làm này để người ta lừa mấy cái người ấy. Vì mới có cái chuyện mà rước mấy ông thầy lại cúng. Mấy thầy cúng một người, tổng kêu bằng cũng một sắp là bao nhiêu tiền, 10 sắp là bao nhiêu tiền. Ta lừa cái này thôi. Bởi vì trong Phật, ông nói là tất cả gì là do tánh Phật nó nằm ở trong người mình đó. Đi được hay không cho mình, chứ còn ở ngoài, bây giờ nó giờ con đuôi đi. Rồi bao nhiêu đèn ở ngoài nó rọi biểu con đi được không? Tại con không thấy mà, muốn rọi nhiêu được. Thì mấy ông thầy tụng là với vui thôi, chứ làm gì có cái chuyện này, phải không? Đã con thấy là do con, còn con đi được không là ánh sáng bình thường, còn cái tụng này là nó đâu phải là ánh sáng ban ngày, mà nó là nhắc nhở. Nhắc nhở trong bóng tối ăn nhậm gì đâu. Thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con đã hết câu hỏi ạ. Dạ, con xin cảm ơn bác nhiều ạ. Dạ, cảm ơn con. Cảm ơn con hỏi.